Vậy là ông thứ trưởng không chấp nhận điều kiện à? Dạ, em đã hẹn gặp ông ta theo cách anh bày. Cuối bữa ăn em có đưa tiền, nhưng ông ta nói không cần thứ này ạ. Mày ngu thế. Nó đang rất cần tiền. Thằng con ông ta đang đốt rất nhiều tiền bên Macau như đốt rác, mà mày nói là không cần à? Việc anh sai, em đã cố hết sức. Em không phải muốn làm hỏng việc của anh đâu. Nhưng tao đang chưa thấy mày hết mình vì tao, mày hiểu chưa? Mày có rất nhiều cách để giúp lão ấy thư giãn, vui vẻ và sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện của lão ấy. Mày có nói với lão ấy không? Em có làm hết sức rồi ạ. Nhưng ông ta không như anh nghĩ đâu. Ông ta không chấp nhận đánh đổi. Em xin anh. Mày dạy dỗ cả tao đấy à? Hả? Em xin anh. Mày nên nhớ, thằng Vũ này mà chết thì chúng mày cũng không xong đâu, hiểu chưa? Em xin anh. Anh để cho em yên đi. Em xin anh đây. Cái gì? Em xin anh. Mày vừa nói cái gì? Để cho mày yên á? Hả? Mày cậy mày bám được thằng Bạt, mày lên mặt với tao. Chính nó xui mày chơi tao đúng không? Mày nên nhớ, mày mãi mãi chỉ là một con điếm rẻ tiền thôi. Và tao sẵn sàng giết chết mày bất cứ lúc nào. Đừng lên mặt với tao. Em xin anh đừng giết em. Xin anh. Từ trước đến giờ em phục tùng anh như nào anh đều biết. Em xin anh hãy suy nghĩ lại. Em chưa bao giờ từ nan việc gì cả, kể cả việc em bị nhục mạ, em bị đánh ghen, em bị đe dọa. Bao lần em đã bị phá thai. Một con đàn bà không thể có con được như em thì lòng dạ gì để phản trắc, hy vọng gì mà phản trắc chứ. Em xin anh, anh đừng giết em đâu. Tao đã làm gì mày đâu mà mày bù lu bù loa lên thế. Anh đã tụng gầy em. Đã có lần trong khi say, anh đã nói rằng tất cả những người không còn giá trị thì anh sẽ làm như vậy. Bây giờ là em không muốn chết đâu. Anh bắt em làm gì em cũng chịu, việc gì em cũng làm, chỉ cần anh muốn thôi. Em xin anh, em không muốn chết đâu.